Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em một đôi loa AZ18. Đôi này là mình tuyển chọn được một đôi đẹp xuất sắc. Giá mình đang bán cho anh em là 5 triệu rưỡi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu làm review để gửi tới anh em. Đôi này anh em nào đúng chân đôi này thì alo cho mình. Đôi này là mình bao cho anh em là zin xịn đẹp. Anh em đến với kênh của mình thì cho mình xin một nút đăng ký kênh để cập nhật những cái sản phẩm mới mình đăng lên hàng ngày anh em nhé. Và đây là số địa chỉ Zalo của mình. Anh em nào có nhu cầu gì cứ kết bạn vào đây anh em nhé. Đây là một đôi loa AZ18. Nó sử dụng một e căng gọi là mút xốp anh em nhé. E căng này là e căng nguyên bản của nó. Cái căng này nó có cái nhiệm vụ là có tán âm đấy anh em ạ. Đấy anh em nhìn chưa. Đấy là một chiếc cái căng nhé. Và sang chiếc cái căng bên này. Anh em nhìn thấy nó cũng là cái căng mút xốp. Đẹp lắm. Con này nó sử dụng hai driver. Một con bát 20. Màng giấy. Gân mút. Và một con chép giấy. Tem mác logo còn đầy đủ. Các tuyến loa cực kỳ là đẹp. Đây này anh em này. Nó sử dụng một con bát 20 này. Đấy. Anh em nhìn các cái râu của nó này. Và các cái con ốc của nó còn nguyên zin tất cả từ con ốc một. Đấy là chiếc bên này. Nó có 1, 2, 3, 4, 5 và 3 cái trên này nữa là 8 cái để nó ghi mê căng. Thùng vách vuông vắn, tem mác logo còn đầy đủ. Đây là một dòng loa Bookshell của AZ anh em nhé. Anh em mua là mình tặng cho anh em một cặp càng cua đây. Càng cua này nó ra được mỏ chim và bắp chuối. Đấy, mình tặng cho anh em một cặp càng cua. Càng cua này là mình mua 100.000. Loại tốt đấy anh em. Anh em nào yêu thì alo cho mình. Thùng vách là vuông vắn lắm. Và đây là hậu của nó này anh em này. Nói chung các tuyến loa còn cực kỳ là đẹp anh em ạ. Bát của nó là bát đặc trưng của cái dòng AZ này, nó kiểu bát khoai môn đấy anh em ạ. Bát huyết huyết đấy. Những cái dòng loa Mỹ cổ này thường thường là nó như thế. Kể cả Adevin cũng thế. Anh em nhìn các cái râu ria của nó còn nguyên si này. Anh em nhìn cả đôi tép của nó. Anh em đến với kênh của mình cho mình xin một nút đăng ký kênh nhá. Anh em nào yêu đôi AZ này thì alo cho mình. Giá mình đang bán là 5 triệu rưỡi. Mình khẳng định với anh em là cái giá này thì anh em không thể nào mua được đôi AZ 5 triệu rưỡi được. Xin chào tạm biệt anh em nhé.